Ngày hôm nay, siêu thị Co.opmart Huế tổ chức ngày nói không với túi ni lông. Việc chỉ sử dụng các loại túi đựng thân thiện với môi trường là nỗ lực đáng ghi nhận của hệ thống siêu thị này trong toàn quốc nhằm ủng hộ phong trào chống rác thải nhựa. Trong hôm nay, khách hàng khi đi siêu thị Co.opmart Huế đều được sử dụng các loại vật dụng thân thiện với môi trường để gói đựng hàng hóa. Những túi giấy, thùng cắt tông, túi sử dụng nhiều lần được siêu thị tận dụng để đóng gói các loại thực phẩm, hàng hóa cho khách hàng. Trước khi thực hiện ngày nói không với túi ni lông được tổ chức trong tháng 6 này, Co.opmart đã thông báo đến khách hàng về việc ngừng sử dụng túi ni lông tự hủy của siêu thị. Khách hàng có thể mang theo túi cá nhân để đựng hàng hóa hoặc siêu thị hỗ trợ cung cấp túi giấy, thùng giấy thay cho túi ni lông được dùng trước đây. Hoặc khách hàng sử dụng túi môi trường Co.opmart do siêu thị bán với mức giá ưu đãi. Nhiều khách hàng đã tích cực hưởng ứng và rất sẵn sàng thực hiện nói không với túi ni lông. Tôi thấy đó là vấn đề mà bảo vệ môi trường là cái chuyện đó rất là tốt. Đối với tôi, vì ngày hôm nay vì cái tin tức này tôi cũng chưa nắm được, cho nên tôi đi đến đây thì thấy xách cái túi này, nhưng mà cũng may là siêu thị còn cho chở về nhà, cho nên tôi thấy cũng được thôi, cũng gọi rất là tốt. Mà tôi mong rằng là bây giờ theo tôi là nên bỏ túi ni lông, nên sử dụng để bảo vệ môi trường. Tôi thấy như vậy là rất là hay, và tôi luôn luôn ủng hộ. Ngay ở gia đình tôi cũng ít khi là dùng đồ ni lông, và dùng nên nếu mà dùng lỡ một vài cái tôi để riêng. Còn tôi đa số là dùng đồ giấy, thì tôi ý thức được là cái ni lông là 100 năm mà vẫn chưa tiêu hủy á, cho nên tôi rất là ủng hộ cái siêu thị như vậy. Đây là hoạt động thường niên của hệ thống Co.opmart trong toàn quốc nhằm cụ thể hóa việc ủng hộ phong trào chống rác thải nhựa. Co.opmart Huế là đơn vị tích cực trong việc thực hiện chương trình với các giải pháp bảo vệ môi trường như sử dụng lá chuối gói rau tươi thay cho bao bì ni lông, thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy, cùng các hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh với điểm nhấn là ngày không túi ni lông.